Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta cái cách đánh số trang trong Word, từ bắt đầu từ trang 2. Thì bỏ tác trang đầu, và nếu chúng ta muốn đánh số trang từ một trang bất kỳ thì cái thao tác nó sẽ phức tạp hơn một tí. Thì các bạn xem video ở phần mô tả. Còn riêng trong video này thì mình chỉ hướng dẫn cho các bạn chúng ta cái cách đánh số trang mà chỉ bỏ trang đầu thôi, tức là chúng ta bắt đầu đánh từ trang 2 đó. Vì hiện nay chúng ta thực hiện thể thức nguyên bản theo nghị định 30 thì chúng ta trong quá trình trình bày là chúng ta không có đánh số trang ở trang đầu mà đánh số trang 2 từ đánh số từ trang 2. Chính vì vậy thì mình sẽ chia sẻ cái cách thực hiện thao tác nhanh. Còn mà muốn mà đánh số trang từ một trang bất kỳ thì thao tác nó hơi phức tạp hơn một tí. Nhưng để trao đổi thì các bạn chúng ta xem ở video hướng dẫn ở phần mô tả. Còn trong video này thì mình làm cái bước đơn giản như vậy. Đầu tiên chúng ta vào đánh số trang bình thường là chúng ta vào Insert, rồi chúng ta vào Page Number, rồi chúng ta chọn vị trí để đánh số trang, ví dụ như là trên đầu mỗi trang, top, up, hay hoặc là chúng ta muốn là ở cuối trang là button, up, hay thì chúng ta theo thể thức văn bản theo thông tư 30 á, chúng ta đánh ở trên đầu trang, chúng ta chọn ở giữa, đây, rồi chúng ta click vào, như vậy thì nó tự động đến từ trang 1 cho đến hết văn bản. Đó là hôm nay chúng ta thực hiện như vậy. Bây giờ cái bước tiếp theo là chúng ta bỏ cái số 1 ở trang 1 đi. Nếu chúng ta xóa số 1 này chúng ta bỏ thì các số khác tự nó mất luôn. Chính vì vậy chúng ta vào thao tác tiếp theo là vào layout. Rồi chúng ta chọn là vào cái dấu mũi tên nè. Rồi, chúng ta nó sẽ hiện ra một cái hộp thoại. Chúng ta chọn là thẻ layout. Và chúng ta chọn vào tích và chữ different first page. Để click vào. Rồi nhấn OK. Như vậy ở cái trang 1 này là tự động nó mất đi. Và nó sẽ bắt đầu đánh số trang cho chúng ta là từ trang số 2. Đó, rất là nhanh. Còn nếu mà chúng ta muốn đánh từ một trang bất kỳ, chúng ta xem cái video đó thì rất là dài. Nên là chúng ta yêu cầu chúng ta chỉ cần là đánh số trang từ trang số 2 thì chúng ta làm cái thao tác đơn giản như vậy thôi. Đó. Xin chúc các bạn chúng ta thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.